chào các bạn, mình là Nhung, mình đến từ nhóm Hương Giang Lại. Hôm nay thì mình thực hiện nhận lời thử thách của bạn Trổi. Và trước khi thực hiện thử thách thì mình xin thách đấu hai bạn. Đó chính là bạn Đặng Thị Linh Tâm, trưởng ban đối ngoại của câu lạc bộ tài chính Học viện Ngân hàng, và anh Nguyễn Đức Trung tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Và bây giờ mình xin thực hiện thử thách. Tin thứ nhất. Thank you.